Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần 9 ngày chúng ta viếng hang đá Chúa. Hôm nay con kính mời cộng đoàn hướng về hang đá và cùng với ba nhà đạo sĩ thờ lạy Chúa Hài Nhi. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Con chẳng có vàng, cũng chẳng có mộc dược, và không có nhũ hương. Con chỉ có con tim chân thành thờ lạy Chúa, mến thương Chúa muôn đời. Dâng dâng lên tâm hồn giá lạnh đêm đông, dâng dâng lên cam tạ hồng ân cứu rỗi, dâng dâng lên muôn lời chúc tụng ngợi ca, dâng dâng lên lòng tri ân Chúa muôn đời. Mang cõi đơn nghèo, Chúa ngủ rất hiền hòa, để quên bao tuyến xưa, con người có hay cho. Dâng dâng lên tâm hồn giá lạnh đêm đông, dâng dâng lên cam tạ hồng ân cứu rỗi, dâng dâng lên muôn lời chúc tụng ngợi ca, dâng dâng lên lòng tri ân Chúa muôn đời. Xin được dâng về ly rượu ấm nồng nàn, cùng dâng tâm bánh thơm, xin tỏ trước tôn nhan muôn lời ngợi khen Chúa giáng sinh xuống cõi đời. Dâng dâng lên tâm hồn giá lạnh đêm đông, dâng dâng lên cam tạ hồng ân cứu rỗi, dâng dâng lên muôn lời chúc tụng ngợi ca, dâng dâng lên lòng tri ân Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, chúng con thờ lạy Chúa là vua và là đấng cứu độ chúng con. Hợp với ba đạo sĩ, chúng con thờ lạy Chúa đang ngự trong hang Bethlehem bé nhỏ. Hợp với ba đạo sĩ, chúng con cảm tạ Chúa đã tỏ mình cho chúng con, để chúng con được yêu mến, phụng thờ và tôn vinh Chúa. Xin Chúa cho toàn thể thế giới nhận ra vinh quang cứu độ của Chúa. Amen. Trong đêm mù khơi giữa muôn trùng, ánh sao khuya bừng lên chốn mịt mông, mừng hào quang lẻ loi loan báo đấng cứu tình đã giáng sinh nhân trần. Trong ánh sao xa xa trời đêm đầy sương, sao lung linh tỏa lan ngàn trời cao bừng sáng, gió tan
nhau bước chân mau lên đường. Trong ánh sao lung linh trời đêm đầy sương, sao soi chân cùng đi thật nhanh. Nhìn hai nhi dâng tên nơi hầm, đã đi Bethlehem tìm vua thiên đàng. Sương tư bề Chúa ngôi cao hạ sinh quá não nề. Chuộc tội cho nhân thế, say đắm trong ô mê đã quên đi đường về. Cha chí nhân luôn luôn dù thương toàn dân, Cha uy linh cực khoan cực nhân. Người hiện thân cơ thể cho dân, khắp nơi dương gian tràn lan bình an. Tiếng sương lên vang hương với mông dương, với chiêm tinh lòng con kính yêu người. Nay mừng con người ngon chiêm ngắm thi hồi Chúa. Tràn lan mọi nơi cho muôn dân được mang niềm vui và bình an tươi sáng khắp nhân thế. Vui hân hoan niềm vui bình an. Các đạo sĩ thờ lại hài nhi Giêsu. Chúa Giêsu được sinh ra trong một chuồng ngựa nghèo khó. Các thiên thần trên trời nhận ra Ngài, nhưng loài người dưới đất bỏ mặc Ngài. Chỉ có vài người chăn cừu nhận ra Ngài, nhưng đấng cứu chuộc đã muốn công bố ân sủng cứu chuộc của Ngài cho chúng ta. Vì vậy, Ngài bắt đầu tỏ mình ra với dân ngoại, những người ít biết Ngài hơn. Nhờ ngôi sao, Ngài soi sáng các đạo sĩ thánh thiện để họ có thể nhận ra vị vua tối cao và tôn thờ đấng cứu độ của họ. Đây là ân sủng đầu tiên và cao quý nhất được ban cho chúng ta, kêu gọi chúng ta đến với đức tin. Sau đó là lời kêu gọi đến với ân sủng mà loài người đã bị tước đoạt. Vì vậy, các đạo sĩ không chậm trễ, đã vội vã bắt đầu một cuộc hành trình. Ngôi sao đi cùng họ đến hang Bethlehem, nơi hài nhi thần linh đang nằm. Đến nơi, họ bước vào và nhìn thấy hài nhi cùng với Đức Maria, mẹ người. Họ tìm thấy một phụ nữ nghèo và một em bé được bọc trong một tấm vải tồi tàn, không có bất kỳ điều gì là sang trọng, quý phái theo kiểu thế gian. Và chuyện gì đang xảy ra vậy? Bước vào hang đá, những người hành hương thánh thiện cảm nhận một niềm vui họ chưa bao giờ trải nghiệm. Họ lập tức cảm thấy trái tim mình gắn kết chặt chẽ với hài nhi thân yêu. Rơm rạ, sự nghèo đói, tiếng khóc của đấng cứu độ nhỏ bé của họ giống như những tia chớp của tình yêu, những ngọn lửa phước lọc soi sáng và đốt cháy trái tim của họ. Họ thấy Chúa Hài Đồng nở một nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ thánh thiện, một dấu hiệu của tình yêu rằng Ngài chấp nhận họ như là thành quả đầu tiên của ơn cứu chuộc mà Ngài đem đến cho nhân loại. Các đạo sĩ thánh thiện nhìn Đức Maria. Mẹ không nói gì, chỉ thinh lặng, nhưng với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, tràn ngập sự dịu dàng thiên đường, mẹ chào đón họ và cảm ơn họ vì đã đến để tôn nhận quyền Chúa Tể của Chúa Hài Đồng và thờ lạy Ngài. Và các đạo sĩ cũng vẫn trong im lặng quỳ gối tôn kính Chúa Hài Nhi và công nhận Ngài là Thiên Chúa của họ. Họ hôn chân Ngài và kính dâng Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.
ra đời một đêm đông giá băng. Chúa là người ngày giữa dương gian với thân phận ngày giống như chúng ta, chỉ khác ta ngoài trừ tôi lỗi. Ánh sao là dẫn đường ba vua đến nơi, đến thờ lạy nơi hàng đá nhỏ xinh, ngước mạch nhìn Giêsu rất đáng yêu, cùng dâng lên lễ vật trao ban. Này người đã đến ở giữa trần gian và người ngự đến viếng thăm dân người, ngài nâng niu, ngài yêu thương, ngài đưa ta lên đến cùng Thiên Chúa. Này là của lễ con dâng lên người, là cuộc sống biết bao nhiêu buồn vui, là hy sinh, là thứ tha cùng dâng lên cho Chúa hai đời. Trong khó khăn chung bò lừa cho Chúa nương thân, giữa đêm lạnh làm Chúa như rét run, chỉ có hơi bò lừa sưởi ấm. Những lao nhọc lần mồ hôi bao đắng cay, những lệ vần con mong Chúa du thương, Chúa chúc lành và ban muôn phúc ân, dâng lên lễ vật cho Chúa. Này người đã đến ở giữa trần gian và người ngự đến viếng thăm dân người, ngài nâng niu, ngài yêu thương, ngài đưa ta lên đến cùng Thiên Chúa. Này là của lễ con dâng lên, biết bao nhiêu buồn vui, là hy sinh, là thứ tha cùng dâng lên cho Chúa hai đời, là hy sinh, là thứ tha cùng dâng lên cho Chúa hai đời. Lạy Chúa Giêsu hài đồng đáng yêu của hồn con, con thấy Chúa đang ngự trong hang Bê-lem, nằm trên rơm rạ, nghèo nàn và bị khinh miệt. Nhưng đức tin dạy con rằng Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa đã từ trời xuống để cứu độ con. Con tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa tối cao của con và là đấng cứu độ con. Nhưng con không có gì để kính dâng Chúa, con không có vàng là tình yêu, bởi vì con đã yêu những loài thủ tạo và yêu ý thích tầm thường của con thay vì yêu mến Chúa là đấng vô cùng đáng mến yêu. Con không có nhũ hương là lời cầu nguyện, bởi vì con đã sống một cách thảm hại trong cuộc đời quên lãng Chúa. Con không có một dược là sự hy sinh hãm mình, bởi vì để không bị mất những thú vui khốn khổ của mình, con đã thường xuyên làm cho lòng nhân lành vô hạn của Chúa phải cay đắng. Vậy con có thể dâng gì cho Chúa, lạy Chúa của con? Con xin dâng cho Chúa trái tim này của con, bẩn thỉu và nghèo nàn như nó vốn là vậy. Xin Chúa chấp nhận nó và biến đổi nó, lạy Chúa là đấng đã đến trần gian để thanh tẩy trái tim tội lỗi của con người bằng máu châu báu của Chúa, và nhờ đó biến chúng con từ tội nhân thành những vị thánh. Lạy Chúa, xin ban cho con vàng, nhũ hương và một dược. Vàng là đức ái thần linh của Chúa, nhũ hương là tinh thần cầu nguyện thánh thiện, một dược là ước muốn và sức mạnh
để con biết ăn năn sám hối vì những tổn thương con đã gây ra cho Chúa và tha nhân. Con muốn vâng phục Chúa và yêu mến Chúa, nhưng Chúa biết là con yếu đuối. Xin ban cho con ân sủng để con trung thành với Chúa. Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, mẹ đã chào đón các đạo sĩ thánh thiện với sự trìu mến dịu dàng lớn lao và đã an ủi, nâng đỡ và khích lệ họ trong cuộc hành trình khó khăn của họ. Xin mẹ đón nhận và an ủi con là kẻ cũng đang tìm đến viếng thăm Chúa Hải Đồng là con yêu dấu của mẹ và đang nguyện dâng hiến bản thân con cho Ngài. Lạy mẹ của con tin tưởng vào sự can thiệp của mẹ. Xin mẹ cầu bầu cho con trước mặt Chúa Giêsu. Con xin phó thác cho mẹ linh hồn và ý chí của con. Xin mẹ làm cho con được kết hiệp luôn mãi với tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Amen. Trên trời cao, đây anh tinh tu giáng chiếu. Trần gian bừng sáng vinh quang huy hoàng, tỏa lan soi đêm tối trên trời cao. Đây anh tinh tu giáng chiếu, này đây con Chúa giáng sinh giữa chốn đơn nghèo. Vui lên con Chúa vua bình an đã đến. Trần gian giá lạnh được sưởi ấm trong đêm ngồi hai già đời. Vui lên con Chúa vua bình an đã đến. Trần gian mau tới tôn vinh ngôi hài làm người. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới, là bà vua chốn đông phương đang trình ra ngoài thờ phòng thờ. Trên đường đi hôm nay được xem chuyện mới, là bùa vua chốn đông phương ngoài phòng ra người. Tây mang kim nhu mộc dọc hương hương quý, tìm con Chúa trời vừa sinh giữa đêm đông bề lem lạnh lùng. Ba vua hăng hai đi tìm con Thiên Chúa, quỳ dâng của lễ tôn vinh thay cho nhân loại. Ta cùng đi theo bước chân những tiền nhân, là bà vua chốn đông phương đăng trình mẫu gương cho người thế. Ta cùng đi theo bước chân những tiền nhân, thờ lạy con Chúa giáng sinh giữa chốn gian trần. Ta mau đi khắp cõi trần gian tâm tôi, truyền giao phúc lành này con Chúa giáng sinh cứu rồi con người. Ta mau đi khắp cõi trần gian tâm tôi, truyền giao danh Chúa cho muôn muôn dân trên đời. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là con Đức Chúa Cha hằng có đời đời. Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian. Chúng con hợp cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kinh mến Chúa. Chúng con đồng thanh với các thiên thần và các mục đồng mà chúc tụng Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an hạnh phúc cho người trần gian. Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh. Chớ gì lòng chúng con nên như mang cỏ cho Chúa ngự. Lạy Đức Mẹ Maria, mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền mầu nhiệm giáng sinh và nhập thế khắp nơi. Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa,
là mẹ uy quyền cao sang. Xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác, và cho mọi người nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy. Lạy thánh cả Giuse là đấng thay mặt Đức Chúa Cha, nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là đấng rất mạnh thế, hằng cầu bầu cùng con thánh của người bênh vực che chở chúng con. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mồ men suy ngẫm và thực hành lời Chúa, để chúng con được sống an vui như thánh gia xưa. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi mầu nhiệm nhập thế. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Trong hang đá nơi mang người, trong hang bê lê ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thì thần vang lừng, đàn hát reo rắc tiếng hát dư âm vang xa đây Chúa thiên tòa. Đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hôm Bethlehem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh dậy chúng nhân an lành. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lên, đàn hát reo rắc tiếng hát dư âm vang xa đây Chúa thiên tòa giáng sinh. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hơi, tan rã đêm đông ấm thân con người. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thì thần vang lên, đàn hát reo rắc tiếng hát dư âm vang xa đây Chúa thiên tòa giáng sinh.
Bethlehem. Ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thầm hèn. Ngày nay mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Xung quanh đã hát vang lừng nên yêu chương thành. Trong hang bê lê ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thì thân vang lừng. Xa đây Chúa Thiên Tòa Giáng sinh vì chúng ta. Người hãy kịp mưa tới, ôi Chúa Giáng sinh khó khăn thầm hèn. Ngày nay mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem huy hoàng ánh sáng, đưa lối ba vua phương đông đến trời. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát reo rắt tiếng hát dương âm vang xa đây Chúa Thiên Tòa Giáng sinh vì chúng ta. Người hãy tin bước tới nơi hang bê lê. Chốn gian trần người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem ta quỳ thiết tha, xin Chúa nhân hiền xuống ơn tràn. Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang người. Trong hang Bethlehem ánh sáng tỏa lan từng bừng, nghe trên không trung tiếng hát thiên thần. Chúng ta người hãy kịp mưa tới nơi hang Bethlehem, ôi Chúa Giáng sinh.